Mỹ khóc thét, Trung Quốc ngỡ ngàng khi Việt Nam top 7 cường quốc đóng tàu, quán quân Đông Nam Á. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity, nơi chúng tôi mang đến những tin tức, thông tin và những phân tích sâu rộng về tiến trình phát triển cũng như những thành tựu của đất nước. Quý vị thân mến, nếu nhìn vào bản đồ thế giới, Việt Nam có thể chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc bao la. Nhưng trong lĩnh vực đóng tàu, chúng ta đang là một thế lực không thể xem thường. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành công nghiệp đóng tàu, Việt Nam đã khẳng định mình trên bản đồ công nghiệp thế giới. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa quý vị đi khám phá những bí mật đằng sau sự thành công đáng kinh ngạc này. Làm thế nào mà một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam có thể vươn mình lên mà trở thành một trong 7 cường quốc đóng tàu hàng đầu thế giới? Điều gì đã giúp chúng ta đạt được những thành tựu này? Và hơn thế nữa, làm thế nào để duy trì và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu với quy mô toàn cầu? Cùng chúng tôi khám phá những câu trả lời trong video hôm nay. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ phần nào, vì đây chắc chắn sẽ là một hành trình đầy thú vị và truyền cảm hứng. Hãy cùng chúng tôi lặn sâu vào thế giới của ngành đóng tàu Việt Nam, một thế giới nơi tầm vóc nhỏ bé không ngăn cản được khát vọng lớn lao. Quý vị thân mến, theo ông Candy Zion, với những lợi thế độc nhất, ngành đóng tàu Việt Nam đã nổi lên như một thế lực cạnh tranh không thể xem thường. Công nghiệp đóng tàu là một ngành công nghiệp đặc thù, báo cáo từ Market Report. Cô chỉ ra rằng, hoạt động trong lĩnh vực này đang có xu hướng bùng nổ. Ngành công nghiệp đóng tàu toàn cầu đang có giá trị ước tính 167 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR là 5,45% từ đây tới năm 2028, ước tính đạt giá trị 229 tỷ đô la Mỹ vào cuối giai đoạn dự báo. Mới đây, trang Inside Monkey Mỹ đưa ra danh sách top 15 cường quốc đóng tàu trên thế giới dựa trên dữ liệu từ Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển ANCAT. Trong đó liệt kê tỷ lệ phần trăm số tàu đã đóng so với toàn cầu trong năm 2021 của các quốc gia. Đáng chú ý, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 với tỷ lệ phần trăm số tàu đã đóng vào năm 2021 là 0,61%. Xếp ở các vị trí phía trên lần lượt là Đức 0,63%, Italia 0,82%, Philippines 1,06%, Nhật Bản 17,6%, Hàn Quốc 32,4% và đứng đầu là Trung Quốc 44,2%. Theo Inside Monkey, Việt Nam có tiềm lực đóng tàu khá mạnh với hơn 100 bến cảng và gần 20 nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê trong nước, những con số này còn lớn hơn nhiều. Tháng 4 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định số 552, trong đó bổ sung thêm 10 bến cảng mới và danh mục bến cảng thuộc các cảng biển của Việt Nam, nâng tổng số bến cảng toàn quốc lên con số 296. Trong khi đó, theo Cục Hàng hải Việt Nam, trên cả nước, hiện có 97 nhà máy đóng tàu với trọng tải từ 1.000 tấn trở lên và có 68 nhà máy đóng mới sửa chữa tàu thuyền. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đóng mới lên tới 2,6 triệu tấn. Theo báo cáo Nghiên cứu Công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2023 đến năm 2032 trên Research and Market, nền tảng cơ sở dữ liệu nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Nhìn chung, thị phần của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Với sự hỗ trợ của nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững cùng chuỗi công nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ phát triển. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 vừa qua, triển lãm thiết bị máy móc hàng hải và đóng tàu Việt Nam VMOC 2023 đã lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị hàng hải đến từ nhiều nước trên thế giới. Tại triển lãm, các chuyên gia và đại biểu tham dự đã đặc biệt đánh giá cao vị thế của ngành hàng hải Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn của ngành đóng tàu. Theo ông Kenny Sion, Tổng Giám đốc Tập đoàn Firework Che Media VMOC, năm 2023 có thể xem là bước ngoặt quan trọng của ngành đóng tàu toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Sự tham gia đông đảo của các đơn vị hàng hải đến từ khắp nơi trên thế giới là minh chứng cho tiềm năng phát triển của ngành đóng tàu Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu Thủy cho biết, sản lượng đóng tàu hàng năm của Việt Nam đã tăng gấp 10 lần so với những năm 1990. Nhận định về vị thế của ngành đóng tàu Việt Nam, ông Candy Zion cho rằng, với lợi thế địa lý, chiến lược đường bờ biển dài cùng lực lượng lao động lành nghề, ngành đóng tàu Việt Nam đã nổi lên như một thế lực cạnh tranh không thể xem thường. Tổng Giám đốc Tập đoàn Firework Che Media nhấn mạnh, Việt Nam có vị trí địa lý hàng hải quan trọng, nơi có nhiều tuyến hàng hải đi qua đồng thời là điểm đến hấp dẫn của nhiều quốc gia, tiềm năng cho thị trường đóng tàu của Việt Nam là rất lớn. Do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu và công nghệ đóng tàu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông Zion nói theo báo cáo về ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam OECD, đóng tàu là một trong những ngành công nghiệp lớn nằm trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Công suất của các nhà máy đóng tàu ở Việt Nam thực sự có bước chuyển lớn khi Hyundai Việt Nam liên danh giữa nhà máy đóng tàu Hyundai MIPO Hàn Quốc
và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy SBIC Việt Nam chuyển sang lĩnh vực đóng mới tàu. Sau 15 năm, tổng số đơn hàng lũy kế mà Hyundai nhận được đã tăng lên 199 đơn hàng và công ty đang hướng tới mục tiêu trúng thầu con tàu thứ 200. Hiện nay, công ty đóng tàu Hyundai Việt Nam đã trở thành nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2020, hàng chục tàu tuần tra cao cấp của Việt Nam đã xuất ngoại sang tận châu Phi. Đó là chưa kể tới các đơn hàng trước đó đóng tàu đổ bộ và tàu tuần tra cho đối tác Venezuela. Tạp chí Diploma nhận định những bước phát triển này làm nổi bật tham vọng vươn ra toàn cầu của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Tại Đông Nam Á, theo Research and Market, ngành công nghiệp đóng tàu của Philippines và Việt Nam được đánh giá là phát triển nhất, trong khi năng lực đóng tàu của Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Myanmar tương đối yếu do trọng tải đóng tàu tại các nước này khá nhỏ. Trong bảng xếp hạng của Insider Monkey, có thể thấy Philippines là quốc gia Đông Nam Á duy nhất đang lọt vào top 5 cường quốc đóng tàu trên thế giới, chiếm lĩnh vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Liên quan tới khía cạnh này, bản báo cáo về ngành công nghiệp đóng tàu tại các thị trường châu Á mới nổi của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải ISO về trụ sở tại London. Anh cho rằng các nhà máy đóng tàu tại Philippines đã phát triển mạnh thông qua các công ty liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài như Sulacy, Kepo hay là FPM. Những công ty liên doanh này đã tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ, đồng thời mang tới chất lượng giám sát, quản lý tốt hơn và tiêu chuẩn cao hơn. Nếu không có sự chuyển giao công nghệ từ những quốc gia khu vực đã có nền công nghiệp đóng tàu bền vững như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu và không có sự đầu tư mạnh vào các trang thiết bị công nghệ tự động hóa, thì kết quả của Philippines có thể không được như vậy. Trong khi đó, đánh giá về Việt Nam, Insider cho rằng ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam dự kiến có thể vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ sau ba ông lớn là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo Insider, về Việt Nam đã có hướng phát triển riêng biệt so với các quốc gia mới nổi trong khu vực. Sự tham gia của các công ty liên doanh và các chính sách đầu tư quan tâm của nhà nước đã thúc đẩy ngành đóng tàu của Việt Nam và ngày càng phát nhận định ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đã nổi lên như một thế lực cạnh tranh không thể xem thường, thể hiện sự tăng trưởng, khả năng phục hồi và thích ứng đáng kể với đường bờ biển, trải dài lực lượng lao động lành nghề và vị trí địa lý chiến lược. Việt Nam sở hữu lợi thế độc nhất trong việc nắm bắt các cơ hội do ngành hàng hải toàn cầu mang lại. Ông Kenny Zion cho biết Firewalkshare Media là đơn vị tổ chức triển lãm đa quốc gia với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức triển lãm về ngành hàng hải đóng tàu ở các nước như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Bangladesh. Triển lãm VMOC 2023 là nơi cập nhật những công nghệ tiến bộ, đổi mới cũng như chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ hàng hải và đóng tàu. Nơi đây hội ngộ những doanh nghiệp chuyên gia có nhiều kinh nghiệm của ngành đóng tàu trên thế giới sẽ truyền cảm hứng và mang đến nhiều dự định mới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam trong tương lai. Không thể phủ nhận tiềm năng mở rộng và nâng cao lĩnh vực đóng tàu Việt Nam, triển lãm VMOC 2023 chắc chắn sẽ đóng vai trò là chất xúc tác phát triển. Hơn nữa, từ năm 2020 đến nay, trong khi nhiều lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, thì ngành đóng tàu Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đang từng bước khẳng định mình trên thương trường quốc tế. Triển lãm thiết bị máy móc hàng hải và đóng tàu Việt Nam, Vietnam International Marine Shipbuilding và Oxford 2023 VMOC diễn ra trong các ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 tại Cung Triển lãm Xây dựng Quy hoạch Kiến trúc Quốc gia Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện có 3 hội thảo chuyên đề triển vọng và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam, giải pháp công nghệ trong ngành đóng tàu, vận tải hàng hóa bằng đường biển. Theo ông Kenny Zion, để khai phá những tiềm năng này, chúng ta hãy hướng tới một tương lai, nơi ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam tỏa sáng trên thị trường thế giới. Kính thưa quý vị, Việt Nam đã từng bước khẳng định mình trên thế giới như một cường quốc đóng tàu. Và chúng tôi tin rằng, dựa trên những thành công đã đạt được, tương lai của ngành công nghiệp này ở Việt Nam sẽ còn rất sáng tạo. Những con tàu mà Việt Nam đóng không chỉ là biểu tượng của sự phát triển kinh tế mà còn là minh chứng cho khả năng vượt qua khó khăn, sự sáng tạo và tinh thần không ngừng nỗ lực của người Việt. Hy vọng rằng thông qua video này, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức thú vị về ngành công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam và hiểu rõ hơn về những nỗ lực mà đất nước ta đang thực hiện để tiến lên phía trước. Nếu bạn thấy video này hữu ích và thú vị, hãy nhấn like, share và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những nội dung chất lượng và hấp dẫn nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.